Ngày 30 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức họp giao ban. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 7 giờ ngày 30 tháng 3, Hà Nội đã ghi nhận 71 trường hợp có xét nghiệm dương tính. Riêng tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận tổng số là 26 ca. Theo danh sách dữ liệu trích xuất từ Bệnh viện Bạch Mai, có tổng số gần 1.600 trường hợp bệnh nhân nội trú Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 15 tháng 3 được gửi về Hà Nội để rà soát. Đối với các trường hợp liên quan như là bệnh nhân khám ngoại trú, người chăm sóc và thăm người bệnh, học viên đi học, hiện nay đã được điều tra được hơn 9.000 trường hợp. Thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện tiếp tục rà soát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp sống trên địa bàn đã điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai và ra viện trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 và cách ly các đối tượng khác có liên quan.